Bên cạnh vai trò diễn viên, Huỳnh Hiểu Minh còn là doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc. Huỳnh Hiểu Minh là sao nam có thu nhập cao nhất năm 2011, sao gốc hoa kiếm tiền giỏi nhất năm 2012. Thu nhập hàng năm của nam tài tử được cho là vào khoảng 79 triệu nhân dân tệ. Hiện tại anh đang kinh doanh tại một số lượng lớn công ty về ẩm thực, thời trang, khoa học kỹ thuật và chơi cổ phiếu. Ngoài sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Huỳnh Hiểu Minh còn liên tục gây chú ý bởi đời sống tình cảm của mình. Sau khi khiến cánh báo giới Hoa ngữ tốn không ít giấy mực, chuyện tình giữa anh và Angelababy cũng đã cập bến với một đám cưới cổ tích. Sự kiện này được truyền thông mệnh danh là đám cưới thế kỷ bởi quy mô choáng ngợp, số tiền chi khủng và quy tụ 200 khách mời toàn những tên tuổi hạng A của làng giải trí. Tham gia diễn xuất đến nay đã hơn 20 năm, Huỳnh Hiểu Minh là một trong những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu cho mình một sự nghiệp đồ sộ, mà anh còn gây ấn tượng bởi một gia tài vô cùng đáng nể và câu chuyện tình yêu đậm chất ngôn tình với Angelababy. Xuất thân của nam diễn viên, Huỳnh Hiểu Minh sinh ra tại thành phố Thanh Đào, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Vì chào đời vào lúc 5 giờ khi trời chuẩn bị sáng, nên bố mẹ đã đặt tên anh là Hiểu Minh, có nghĩa là phá vỡ bình minh. Năm Huỳnh Hiểu Minh lên 7 tuổi, một nhà sản xuất đã nhìn trúng và chọn anh vào vai chính trong một bộ phim. Tuy nhiên lúc ấy vì còn quá nhỏ và nhút nhát nên anh đã không góp mặt vào đó. Huỳnh Hiểu Minh tốt nghiệp khoa diễn viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào năm 2000. Chỉ sau đó một năm, anh đã mang về thành tích đầu tiên đáng tự hào cho mình trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Hàn Vũ Đế, tài tử màn ảnh Hoa ngữ. Trong vai diễn Thái tử Lưu Triệt, Hiểu Minh không chỉ gây chú ý với ngoại hình điển trai nam tính mà còn chứng minh được tài năng diễn xuất tự nhiên. Hàn Vũ Đế khi đó luôn đứng thứ nhất về tỷ suất người xem khi phát sóng tại Đài Loan, đồng thời gây được tiếng vang tại Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Năm 2004, anh nhận được lời mời của nữ văn sĩ Quỳnh Giao về việc đảm nhận vai Tiêu Kiếm trong phần 3 bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách. Thông qua diễn xuất đa dạng, nam tài tử họ Huỳnh đã khắc họa một Tiêu Kiếm mạnh mẽ, si tình, khác hẳn với Tiêu Kiếm của Chu Hoành Gia trước đây. Tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh sau hai bộ phim đầu tay được khán giả Đài Loan chào đón nồng nhiệt, đồng thời anh cũng được báo giới trung bình chọn là gương mặt nổi bật màn ảnh nhỏ năm 2004. Nam diễn viên luôn cố gắng trau dồi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng của mình. Một năm sau, Hiểu Minh được đạo diễn Vu Mẫn mời tham gia vào bộ phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết võ thuật nổi tiếng của nhà văn Kim Dung. Trong tâm thế vô cùng bất ngờ, anh tâm sự: "Dương Quá là vai diễn mơ ước của tôi rất tự tin vào diễn xuất của mình. Tôi không cảm thấy sức ép, bởi có bị chê, bị phê bình thì diễn viên mới tiến bộ." Nam diễn viên sau đó đã dành một thời gian dài ở Bắc Kinh để nghiên cứu võ thuật và học thuộc kịch bản trước khi phim bấm máy. Sự đầu tư nghiêm túc và chỉn chu này đã giúp anh mang về một thành quả vô cùng xứng đáng. Hình tượng Dương Quá mà Hiểu Minh thể hiện thực sự gây ấn tượng mạnh. Nam diễn viên đã từng bước chứng minh cho khán giả thấy không ai có thể phù hợp với vai diễn này hơn mình. Cụ thể, nếu ban đầu Huỳnh Hiểu Minh bị nhận xét là quá già so với nhân vật, thì diễn xuất đỉnh cao ở nửa sau bộ phim của anh đã khiến không ít người xem cảm thấy chao đảo. Nội tâm của Dương Quá từ thời niên thiếu vô ưu vô lo đến khi trở thành cao thủ võ lâm trải qua nhiều sóng gió, được Hiểu Minh lột tả thành công vượt ngoài sự mong đợi. Sau vai diễn, tên tuổi của anh đã chính thức vươn lên hàng ngôi sao. Sự nghiệp của nam tài tử họ Huỳnh tiếp tục thăng tiến khi anh tham gia vào tác phẩm Tân Bến Thượng Hải, và có thể nói rằng Hứa Văn Cường là vai diễn nặng ký nhất của anh đến thời điểm lúc bấy giờ. Cường ca tái xuất lần này được đánh giá không hề thua kém đàn anh, thậm chí còn khí chất và lưu manh hơn. Hình ảnh chàng thanh niên lịch lãm, bắn súng hai tay như một và đầy mưu trí mà Hiểu Minh thể hiện đã cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối phim, tạo nên cơn sốt khắp nơi trong suốt một thời gian dài. Vai Hứa Văn Cường đã giúp Huỳnh Hiểu Minh trở thành nam diễn viên Trung Quốc đầu tiên đạt được vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng diễn viên châu Á dưới 35 tuổi do chương trình Smart Station công bố. Đồng thời, anh cũng được đề cử tranh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc khuôn khổ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 13. Những bộ phim sau đó của Hiểu Minh như Lộc Đỉnh Ký, Bong Bóng Mùa Hè được phát sóng rộng rãi khắp châu Á, khẳng định một vị thế vững chắc của nam diễn viên trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Năm 2005 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của Huỳnh Hiểu Minh khi anh bắt đầu tấn công màn ảnh rộng với vai diễn ân chuẩn trong phim điện ảnh Dạ Yến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Cũng trong năm này, anh lọt vào danh bảng xếp hạng những người nổi tiếng nhất ở Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn với vị trí 52. Sau 4 năm phấn đấu ở sân chơi mới, nam tài tử thử sức với hình ảnh phản diện trong Phong Thanh.
khả năng diễn xuất đỉnh cao của Hiểu Minh trong bộ phim đã chinh phục được các nhà phê bình điện ảnh, mang về cho anh 2 giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim điện ảnh châu Á lần thứ 4 và Liên hoan phim điện ảnh Kim Kê Trung Quốc lần thứ 28, giải nam diễn viên được yêu thích nhất ở Liên hoan phim điện ảnh Sinh viên Bắc Kinh. Sau Phong Thanh, chàng Dương Quá tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trên màn ảnh rộng, không ngừng thử thách bản thân với các vai diễn mới. Trong đó, nhân vật tiêu biểu nhất mà anh thể hiện là tướng quân Hàn Huyết bị hủy dung mạo trong phim Triệu Thị Cô Nhi của đạo diễn Trần Khải Ca. Xuất hiện với gương mặt xấu xí trên màn ảnh, Huỳnh Hiểu Minh cho thấy sự nỗ lực làm mới mình và khao khát chinh phục đỉnh cao sự nghiệp của bản thân anh là vô cùng lớn. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Huỳnh Hiểu Minh từng có những thời kỳ vô cùng khó khăn. Có một lần, anh hát một ca khúc tiếng Anh và phát âm không được chuẩn, bị cộng đồng mạng chế nhạo. Và từ đó, anh bị đả kích tâm lý vô cùng lớn, bị rơi vào trạng thái trầm cảm và không muốn đối diện cũng như giao tiếp với ai. Anh dừng tất cả mọi hoạt động nghệ thuật. Và may mắn thay, sau khi nhận lời tham gia bộ phim Những Giấc Mơ Mỹ ở Trung Quốc, từ đó mọi thứ mới dần được khởi sắc. Sự lựa chọn của Huỳnh Hiểu Minh không chỉ giúp Huỳnh giáo chủ lấy lại được trạng thái tâm lý cân bằng, tác phẩm điện ảnh tình cảm này còn giúp anh nhận được hàng loạt các giải thưởng lớn như Nam chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim điện ảnh Bách Hoa, Nam chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim điện ảnh Trung Quốc và Nam chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim điện ảnh Kim Kê. Nam tài tử đã có một đám cưới đẹp, cổ tích với nữ diễn viên Angela Baby. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, rất nhiều nguồn tin cho rằng tình cảm của cặp sao đã trở nên nguội lạnh, thậm chí cả hai đã đường ai nấy đi. Mặc nhiều lời đồn đoán, cả Huỳnh Hiểu Minh lẫn Angela Baby vẫn chưa một lần lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. Sau một khoảng thời gian chững lại trong sự nghiệp vì lý do lập gia đình, thì mới đây nhất, nam diễn viên đã trở lại đầy ngoạn mục với vai diễn Trình Phương Đài trong Đền Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng của đạo diễn Vu Chính. Với nội dung sâu sắc, sở hữu nhiều cảnh quay mãn nhãn và hội tụ dàn diễn viên thực lực, bộ phim đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Đây cũng là sự kiện quan trọng để Huỳnh Hiểu Minh khởi đầu cho hành trình lấy lại phong độ trên màn ảnh.